Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Các cấp công đoàn cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn, nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí trong việc đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động là nội dung được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông yêu cầu tại hội nghị Ban chấp hành công đoàn tỉnh lần thứ 6, khóa 15, nhiệm kỳ 2013-2018. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức hội thảo đánh giá những tác động của dự án thủy điện Nho Quế 1 đến cảnh quan khu vực danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng và công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang phỏng vấn đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy về những nội dung việc thành lập Hội đồng Tư vấn Chính sách tỉnh. Người dân bức xúc khi gửi xe máy, xe đạp vào Hội chợ Thương mại Hà Giang năm 2015 với mức giá cao hơn so với giá vé quy định. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, các cấp công đoàn cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn, nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí trong việc đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động là nội dung được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông yêu cầu tại hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6 khóa 15, nhiệm kỳ 2013-2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh được tổ chức vào ngày 9 tháng 1. Dù hội nghị có đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các tổ chức công đoàn cơ sở. Tính đến hết năm 2014, hệ thống tổ chức công đoàn tỉnh Hà Giang gồm 11 liên đoàn lao động huyện, thành phố, 7 công đoàn ngành với tổng số trên 49.200 đoàn viên. Tiền lương bình quân của người lao động trên địa bàn tỉnh ta hiện nay là 5,4 triệu đồng một người một tháng. Nhìn chung, tư tưởng của công nhân, viên chức và người lao động của tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong năm, các cấp công đoàn đã chủ động triển khai, thực hiện tốt các chương trình kế hoạch, nghị quyết đại hội, nội dung phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, đặc biệt là vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động. Các phong trào thi đua tạo được sức lan tỏa, hội viên tham gia ủng hộ xây dựng quỹ mái ấm công đoàn được gần 200 triệu đồng. Chú trọng phát triển hội viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông ghi nhận những thành tích mà các cấp công đoàn toàn tỉnh đã đạt được trong năm 2014. Về nhiệm vụ trong năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông đề nghị các cấp công đoàn cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn, mà trọng tâm là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các ngành, nỗ lực bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, gắn học tập, nâng cao trình độ trong đoàn viên. Các cấp công đoàn cần chú trọng phát triển đoàn viên, đẩy mạnh thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện quy chế phối hợp, chú trọng thực hiện việc giải quyết nợ đọng bảo hiểm xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định việc hoàn thành nhiệm vụ công tác công đoàn sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của tỉnh. Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và tổ chức khai trương trang thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh. Đây là kênh thông tin quan trọng nhằm truyền tải những nội dung liên quan đến hoạt động công đoàn các cấp một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014. Ngày 10 tháng 1, tại huyện Mèo Vạc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội thảo đánh giá những tác động của dự án Thủy điện Nho Quế 1 đến cảnh quan khu vực danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng và công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có lãnh đạo đại diện Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Ủy ban UNESCO cùng lãnh đạo các sở ngành có liên quan và huyện Mèo Vạc, công ty cổ phần Thủy điện Nho Quế 1. Theo kế hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định 310 ngày 7 tháng 2 năm 2013, thì hệ thống tổ hợp di sản trên sông Nho Quế gồm hẻm vực Tu Sản, đèo Mã Pì Lèng được lựa chọn quy hoạch bảo tồn và phát triển du lịch.
Đồng thời các bậc thủy điện Nho Quế 1, Nho Quế 2 và 3 đã có trong phần hiện trạng của quy hoạch. Trong đó, dự án thủy điện Nho Quế 1 do công ty cổ phần đầu tư thủy điện Nho Quế 1 làm chủ đầu tư đã được triển khai từ năm 2007. Với đặc thù là tỉnh vùng núi cao, các điều kiện hạ tầng cơ sở kém phát triển nên việc thu hút các nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn. Việc nhà máy thủy điện Nho Quế 1 hoàn thành đưa vào vận hành khai thác hàng năm sẽ làm tăng hàng trăm tỷ giá trị sản xuất công nghiệp, đóng góp trên 15 tỷ đồng tiền thuế và phí các loại cho ngân sách địa phương một năm, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm công nhân có mức sống ổn định. Hơn nữa, dự án này không có di dân tái định cư. Tuy nhiên, quá trình thi công xây dựng dự án sẽ có những hoạt động đào đắp làm thay đổi hiện trạng lớp phủ bề mặt tại khu vực đập đầu mối và các công trình phụ trợ. Phạm vi ảnh hưởng là dọc hai bên bờ sông Nho Quế, từ cầu Tràng Hương đến khu vực đập đầu mối và nhà máy. Những ảnh hưởng của dự án thủy điện Nho Quế 1 đến cảnh quan danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng là không tránh khỏi. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi một cách thẳng thắn trên quan điểm, việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên cũng như gắn với phát triển kinh tế đều là những việc cần phải làm, nhất là đối với một tỉnh còn khó khăn như Hà Giang. Để giải quyết hài hòa lợi ích giữa nhà nước và doanh nghiệp, giữa bảo tồn và phát triển, theo tiến sĩ Trần Tân Văn, Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, để dự án Thủy điện Nho Quế 1 có thể sớm được xây dựng, thì chủ đầu tư cần khảo sát, thăm dò thật kỹ địa chất tại nơi xây dựng đập để tránh sự điều chỉnh nhiều lần. Cần xây dựng báo cáo chi tiết về những tác động tích cực và tiêu cực một cách cụ thể, đồng thời đề ra các giải pháp để khôi phục, tạo cảnh quan sau khi xây dựng nhà máy. Nếu như là các cái lợi ích, các cái tác động tích cực thu được lớn hơn là so với các cái tác động tiêu cực, và nhất là nếu mà các bản thân các cái tác động tiêu cực này lại không ảnh hưởng một cách quá đáng đến mức không thể chấp nhận được đến môi trường và các cái giá trị di sản. Cái điều kiện thứ hai là cũng rất cần phải công khai minh bạch và thông báo kịp thời đến mạng lưới công viên địa chất toàn cầu, đến UNESCO, đến các cái bộ ngành hữu quan, mà đặc biệt là ở đây là cái Bộ Văn hóa Thể thao du lịch, tức là cái cơ quan quản lý nhà nước về di sản, và đến các cái cộng đồng địa phương về cái quyết định đầu tư của mình, về những cái tác động kể trên cũng như là những cái biện pháp giảm nhẹ khắc phục hậu quả. Cho nên là với cái tinh thần đấy thì chúng tôi cho rằng là tại cái thời điểm này thì cần hết sức là thận trọng triển khai cái công tác đánh giá đúng đủ và định lượng các cái tác động cả tích cực lẫn tiêu cực đến môi trường cũng như là các giá trị di sản, đồng thời tham vấn ý kiến của cộng đồng địa phương. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng Thư ký Ủy ban UNESCO Việt Nam cho rằng, đối với mô hình công viên địa chất toàn cầu thì khuyến khích các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội theo hướng bền vững. Việc xây dựng nhà máy thủy điện cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến các di sản và môi trường. Cũng thống nhất với quan điểm của tiến sĩ Trần Tân Văn, ông Thắng cho rằng, chủ đầu tư cần phải có báo cáo chi tiết và cụ thể và công khai về việc đầu tư nhà máy thủy điện đến mạng lưới công viên địa chất toàn cầu. Đồng thời đề nghị tỉnh cần nỗ lực để thực hiện đầy đủ và đáp ứng với những khuyến nghị của tổ chức mạng lưới công viên địa chất toàn cầu trong đợt tái đánh giá vừa qua để giải quyết tốt bài toán vừa bảo tồn vừa phát triển. Chúng ta làm gì? Chúng ta phải công khai để thông báo với cả các mạng lưới công viên địa chất, các chuyên gia GGN, ban lãnh đạo GGN về những việc là chúng ta sắp triển khai, cái có một báo cáo đầy đủ và chi tiết về những cái chúng ta triển khai cái dự án về thủy điện Nho Quế 1, để hướng tới là năm 2018 chúng ta sẽ bị tái đánh giá lần nữa. Trong quá trình thi công ta phải có những cái biện pháp mà giám sát chặt chẽ theo như cái cam kết của chủ đầu tư, và cố gắng phục hồi sớm lại cái cảnh quan môi trường. Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Đức Quý đề nghị chủ đầu tư là công ty cổ phần thủy điện Nho Quế 1 cần xây dựng báo cáo chi tiết theo từng nội dung mà các chuyên gia, các nhà khoa học đã đề cập một cách đầy đủ những mặt tích cực và tiêu cực, đề ra các giải pháp để khi báo cáo lên các bộ ngành mang tính thuyết phục cao. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành
để phối hợp với chủ đầu tư thực hiện tốt các lĩnh vực mà mình phụ trách. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý cho rằng, qua hội thảo các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, tỉnh Hà Giang sẽ tiếp thu để tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành của tỉnh, phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc các bộ ngành trung ương, các chuyên gia để triển khai thực hiện bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, danh lam thắng cảnh của Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, đồng thời tạo môi trường và điều kiện làm việc thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án Thủy điện Nho Quế 1, đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý vừa có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Y tế, tập thể lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các đơn vị có liên quan. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Y tế và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đối với công cuộc phát triển ngành y tế tỉnh Hà Giang. Đồng thời nhấn mạnh, trong năm qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã góp phần đào tạo chuyên môn cho nhiều bác sĩ của tỉnh và chuyển giao những kỹ thuật y tế hiện đại. Những kết quả đạt được đã thể hiện sự gắn bó hợp tác của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đối với ngành y tế tỉnh Hà Giang. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn cố gắng tận dụng mọi nguồn lực để đầu tư phát triển ngành y tế, đặc biệt là y tế cơ sở. Trong đó có việc đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực các y, bác sĩ phục vụ tại bệnh viện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý mong muốn Bộ Y tế và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục quan tâm giúp đỡ ngành y tế tỉnh Hà Giang, nhất là về vấn đề nguồn nhân lực và phát triển các chuyên khoa trong thời gian tới. Trao đổi tại buổi làm việc, đoàn công tác Bộ Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đánh giá cao sự cố gắng của đội ngũ cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Cùng với đó là triển khai thực hiện tốt 10 gói kỹ thuật y tế thuộc dự án Bệnh viện Vệ tinh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khẳng định Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ về công tác chuyên môn cho sự phát triển của ngành y tế Hà Giang. Thời gian qua, đã có hơn 60 lượt giáo sư, bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lên chuyển giao công nghệ tại Hà Giang, hơn 200 cán bộ của Bệnh viện tỉnh được đào tạo nâng cao trình độ một cách bài bản với 50 kỹ thuật y tế các loại. Các chuyên gia của đoàn công tác đã kiểm tra và đánh giá cao những kỹ thuật y tế mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh được chuyển giao, đặc biệt là kỹ thuật mổ nội soi. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể và cá nhân y bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vì đã có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tỉnh Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, sau 4 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 về 4 đổi mới, 8 đột phá, 15 chương trình trọng tâm, riêng trong lĩnh vực đổi mới cơ chế chính sách, toàn tỉnh đã ban hành 33 cơ chế chính sách, tăng 14 cơ chế chính sách so với giai đoạn 2005-2010. Việc đổi mới cơ chế chính sách đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế xã hội và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh những năm qua. Ngày 30 tháng 12, tỉnh ủy Hà Giang đã ra quyết định về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Chính sách của tỉnh. Để tìm hiểu rõ hơn, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy về những nội dung xoay quanh việc thành lập Hội đồng Tư vấn Chính sách tỉnh. Thưa đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí có thể cho biết những lý do để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Chính sách của tỉnh? Có thể nói là trong những cái năm vừa qua thì tỉnh cũng đã ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù của tỉnh trên những cái vận dụng sáng tạo cái chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước và cái địa bàn của tỉnh. Và những cơ chế chính sách đó đã làm chuyển biến được cái nhận thức của đồng bào, của người dân trong cái tư duy về đổi mới, tư duy về sản xuất. Rồi sản xuất hàng hóa, rồi khắc phục những cái sản xuất manh mún. Tuy nhiên là những cái chính sách đó khi chúng ta ban hành thì cũng chưa thực sự phát huy được hết cái tiềm năng lợi thế của tỉnh. Và một số chính sách thì khi đưa vào thực tiễn là không vận dụng được và cũng không khai thác được cái tiềm năng lợi thế của tỉnh. Thì từ xuất phát từ những cái vấn đề này, thì Ban Thường vụ tỉnh mình thấy rằng trong cái những năm tới và nhiệm kỳ tới thì tỉnh cần phải có những cái cơ chế chính sách đủ mạnh để phát huy được hết cái tiềm năng lợi thế, nguồn lực của tỉnh để phục vụ vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do đó thì Ban Thường vụ tỉnh ủy cũng đã thảo luận, thống nhất và
và quyết định thành lập cái hội đồng tư vấn chính sách của tỉnh. Thưa đồng chí, vậy thì đồng chí có thể cho biết những chức năng nhiệm vụ của hội đồng tư vấn chính sách của tỉnh thì có gì khác so với hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang, và hoạt động này thì liệu có chồng chéo hay không? Cái hội đồng tư vấn chính sách của tỉnh thì do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập và thuộc trực thuộc tỉnh ủy. Thì cái hội đồng này là cái cơ quan nó không chuyên trách để hoạt động theo cái nguyên tắc tập trung dân chủ. Và cái hội đồng này có cái nhiệm vụ là tham mưu, nghiên cứu, đề xuất, tư vấn cho thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc ban hành và tổ chức thực hiện các cái cơ chế chính sách của tỉnh. Đồng thời, cái hội đồng này cũng có cái chức năng, cũng có nhiệm vụ là theo dõi rồi tổng kết cái việc triển khai thực hiện những cơ chế chính sách đã được ban hành để kịp thời tham mưu cho việc bổ sung sửa đổi cho phù hợp với cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái giai đoạn mới phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ở việc thành lập cái hội đồng tư vấn chính sách của tỉnh thì chức năng với cái phạm vi hoạt động của hội đồng rộng hơn là trong phạm vi toàn tỉnh. Thứ hai là ở trên tất cả các lĩnh vực. Khác so với cái hội đồng tư vấn chính sách của Mặt trận Tổ quốc là họ tư vấn tập trung vào tư vấn chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số là chính, và ở trong phạm vi các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc. Do vậy cái hoạt động của hội đồng tư vấn chính sách của tỉnh nó không có cái sự chồng chéo với hoạt động của hội đồng tư vấn chính sách của Mặt trận Tổ quốc. Vậy theo đồng chí, hoạt động của Hội đồng Tư vấn Chính sách của tỉnh sẽ được kỳ vọng sẽ tạo ra những cái đột phá như thế nào trong thời gian tới? Việc thành lập Hội đồng Tư vấn Chính sách của tỉnh, đây là một vấn đề mới. Tôi cũng tin tưởng rằng là với cái trình độ, tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm của các thành viên của hội đồng, thì hội đồng sẽ tư vấn, tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh ban hành được những cái cơ chế chính sách phù hợp, phát huy được những tiềm năng lợi thế nguồn lực của tỉnh, và đó cũng là cái tiền đề để đưa tỉnh Hà Giang chúng ta thoát khỏi cái tỉnh nghèo, thoát khỏi đặc tỉnh đặc biệt khó khăn và có cái trình độ phát triển bằng so với khu vực. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Khối thi đua các sở ngành tổng hợp là Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Ngoại vụ, Ban Dân tộc tỉnh, Cục Thống kê đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2014, triển khai phong trào thi đua năm 2015. Năm 2014, hoạt động của khối thi đua các sở ngành tổng hợp đã từng bước đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động, do đó chất lượng hiệu quả được nâng cao. Thông qua hoạt động của khối thi đua, các đơn vị thành viên trong khối đã cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn của ngành, xây dựng phong trào thi đua với chủ đề, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn gắn liền với các phong trào thi đua của các thành viên trong khối đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể cá nhân, các điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc. Tại hội nghị, các sở ngành thành viên đã tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức phong trào thi đua trong năm 2014, bổ sung kế hoạch nhiệm vụ thi đua trong năm 2015. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh trên các lĩnh vực chuyên môn của 6 đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoàn thiện các thể chế về công tác thi đua khen thưởng, chú trọng tổ chức các phong trào văn hóa thể thao trong khối, kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng, ban hành các văn bản hướng dẫn về đăng ký sáng kiến trong cơ quan đơn vị. Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục trong công tác lãnh chỉ đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Ngày 9 tháng 1, chi bộ Điện lực thành phố Hà Giang tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018. Đây là chi bộ được Đảng ủy khối doanh nghiệp lựa chọn làm đại hội điểm của khối doanh nghiệp. Dự đại hội có lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp và đại biểu các đảng bộ trực thuộc khối doanh nghiệp. Tôi xin nhiệt liệt chào mừng
Chi bộ Điện lực thành phố Hà Giang trực thuộc Đảng ủy Công ty Điện lực Hà Giang, hiện nay chi bộ có tổng số 57 đảng viên, trong đó có 54 đảng viên chính thức và 3 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức Điện lực thành phố Hà Giang đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, công nhân lao động. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới toàn thể đảng viên trong chi bộ luôn được coi trọng, từ đó nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của mỗi cán bộ, đảng viên, có biện pháp giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của chi bộ, thường xuyên củng cố và duy trì tốt nội dung sinh hoạt của các tổ đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên luôn được chi bộ đặt lên hàng đầu, thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ đảng viên nên trong 5 năm liền, chi bộ Điện lực thành phố Hà Giang được xếp loại tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Tập thể chi bộ được tỉnh ủy Hà Giang tặng bằng khen 5 năm liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Kết quả bình xét phân loại đảng viên trong nhiệm kỳ, 100% đảng viên đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ 2015-2018, chi bộ Điện lực thành phố Hà Giang xác định sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trong toàn chi bộ ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng chi bộ và đảng bộ công ty ngày càng trong sạch vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh và đại hội đảng bộ công ty Điện lực Hà Giang về đầu tư phát triển lưới điện, phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia theo giá điện bậc thang quy định của nhà nước. Đại hội đã tiến hành bầu ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ công ty Điện lực Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, nhiều người dân đến tham quan mua sắm tại Hội chợ Thương mại Hà Giang năm 2015 phải gửi xe đạp, xe máy với giá tiền cao hơn giá vé do Cục Thuế phát hành tại các điểm trông giữ xe. Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm trước sự việc này? Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Theo giá vé phát hành của Cục Thuế tỉnh là gửi xe mô tô, xe gắn máy là 2.000 đồng một vé. Nhưng trên thực tế, qua phản ánh của nhiều người dân đi hội chợ, các bãi trông giữ xe này vẫn ngang nhiên thu với giá vé từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng một xe máy. Bên cạnh đó, có những điểm trông giữ xe không đăng ký và không được Cục Thuế tỉnh phát hành vé, vẫn tự ý mở điểm giữ xe và thu vé với giá cao, gây bức xúc cho người dân. Giá vé 5.000 thì nó hơi đắt một tí so với giá gửi ở trên chợ. Giá gửi trên chợ nó chỉ 2 đến 3.000 thôi. Cái giá vé của nó ghi ở đấy nó chỉ ghi 2.000 thôi nhưng mà nó thu 5.000, buổi tối nó vẫn thu 10.000. Tôi thấy điều này là bất hợp lý. Mong muốn thì cái giá vé của nó chỉ tầm 2 đến 3.000 thôi để cho dân nó còn đi hội chợ nhiều hơn. Không giá vé nó đắt quá thì dân nó cũng không muốn đi. Được biết, vấn đề đảm bảo an ninh trật tự cũng như quản lý các điểm trông giữ xe được thành phố Hà Giang giao cho phường Trần Phú quản lý. Nhưng hiện nay, trước bức xúc của người dân về vấn đề thu giá vé cao không đúng quy định của các chủ trông giữ xe trước cửa hội chợ, các cơ quan chức năng của phường vẫn chưa thực sự vào cuộc chấn chỉnh. Ban tổ chức có đề nghị là phường khi mà cấp phép cho các cái tổ chức cá nhân này thì có yêu cầu các hộ gia đình này ký cam kết thực hiện nghiêm túc cái mức phí thu trông giữ xe, cụ thể là ban ngày là 2.000 đồng trên một xe, buổi tối là 4.000 đồng trên một xe, thì phường đã cấp phép và yêu cầu các hộ gia đình này ký cam kết thực hiện đúng theo quy định. Tuy nhiên cũng có một số hộ gia đình là tự phát, họ không đăng ký với phường, không xin phép phường để mà thực hiện cái việc trông giữ xe, họ tự phát và họ cũng không thực hiện theo quy định. Thì vấn đề này thì Ủy ban nhân phường cũng đã giao cho bên đội thuế của phường tăng cường công tác kiểm tra và có hình thức nhắc nhở, xử phạt theo quy định. Hy vọng các cơ quan chức năng tiếp tục vào cuộc quyết liệt hơn để chấn chỉnh việc thu tiền gửi xe sai với quy định đối với các điểm trông giữ xe trước cửa hội chợ để bảo vệ quyền lợi của người dân, đảm bảo nguồn thu cho địa phương. Với mong muốn mang những phần quà nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa giúp các em học sinh, các hộ nghèo tại vùng biên giới bớt đi những khó khăn vào mùa đông lạnh giá, ngày 9 tháng 1, đoàn cán bộ của Hệ Phát thanh Đối ngoại VOV5 Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Vietcombank tổ chức tặng quà tại xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc. Chương trình tặng quà lần này với tên gọi Xuân ấm vùng biên với các hoạt động thăm hỏi tặng quà giao lưu văn nghệ. Tổng giá trị các phần quà trong đợt tình nguyện lần này khoảng 100 triệu đồng, chủ yếu là quần áo ấm, chăn, mì tôm, sữa, sách vở. Các phần quà đã được đoàn tổ chức đến trao cho gần 400 em học sinh trên địa bàn xã Xín Cái.
Ngoài ra, đoàn cũng đã đến trao quà cho 100 hộ nghèo và các thầy cô giáo tại 6 thôn giáp biên của xã Xin Cái, huyện Mèo Vạc. Mặc dù dưới trời mưa lạnh giá, nhiệt độ xuống dưới 5 độ C, nhưng đoàn tình nguyện đã không quản ngại khó khăn đến các thôn giáp biên của xã Xin Cái, tặng trực tiếp các phần quà đến tay các em học sinh, các hộ khó khăn của xã. Đoàn cũng tặng các phần quà ý nghĩa cho Ủy ban nhân dân xã Xin Cái và đồn biên phòng Sampun, huyện Mèo Vạc. Được biết, số tiền trong đợt quyên góp lần này, ngoài sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, còn có sự đóng góp không nhỏ từ Quỹ vì trẻ em vùng cao do Đoàn Thanh niên hệ VOV5 Đài Tiếng Nói Việt Nam phát động. Hàng năm, hệ phát thanh đối ngoại VOV5 Đài Tiếng Nói Việt Nam thường xuyên có các hoạt động hướng về những nơi biên cương của Tổ quốc, với các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà, giao lưu văn nghệ với bà con nhân dân. Qua đó thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, chung tay góp sức đối với công tác an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, nhiệt độ hạ thấp rất dễ gây ra các loại bệnh, đặc biệt là bệnh về hô hấp. Tuy nhiên, nhờ ý thức tự chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng được nâng cao, nên số lượng bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh những ngày gần đây không tăng. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, hiện tại bệnh viện đang khám và chăm sóc cho hơn 200 bệnh nhân. Số lượng bệnh nhân nhập viện do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm rét hại giảm so với cùng kỳ năm 2014. Có được điều này là do người dân trên địa bàn tỉnh đã có ý thức trong công tác tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân, chủ động đi khám chữa tại các trung tâm chăm sóc sức khỏe, đảm bảo giữ ấm và chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Trung bình mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận khoảng 60 lượt bệnh nhân tới điều trị, trong đó chủ yếu là các bệnh về hô hấp như ho, viêm phổi, viêm phế quản, hen suyễn. Hiện tại, bệnh viện có trên 30 khoa phòng, số lượng y bác sĩ là gần 500 người, luôn đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chủ động xây dựng phương án điều tiết hệ thống giường bệnh và các y bác sĩ trực để đảm bảo công tác khám chữa bệnh được thông suốt kịp thời. Trong thời gian tới, tiếp tục sẽ có những đợt rét đậm rét hại xảy ra. Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng và ngành y tế nói chung khuyên cáo người dân hạn chế việc tập thể dục và một số hoạt động khác vào buổi sáng khi nhiệt độ xuống thấp. Bên cạnh đó, mọi người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp giữ ấm cho cơ thể, chế độ ăn uống đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiến hành sản xuất hàng hóa tập trung, xóa bỏ tập quán canh tác manh mún lạc hậu, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp tại địa phương, huyện Bắc Quang thí điểm tiến hành dồn điền đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng tại hai xã Quang Minh và xã Vĩnh Phúc. Triển khai thực hiện công tác này, xã Vĩnh Phúc là một trong hai xã được huyện Bắc Quang chọn làm xã thí điểm để thực hiện dồn điền đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phúc đã chọn cánh đồng thôn Vĩnh Ban là nơi tiến hành thực hiện công tác này. Chính quyền xã tổ chức họp thôn vận động người dân tham gia hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi nông thôn. Các đoàn thể của xã, ban quản lý phát triển thôn tích cực tuyên truyền cho người dân thấy được lợi ích của việc dồn điền đổi thửa. Công tác tiến hành dồn điền đổi thửa được xã tiến hành trên diện tích là 5,2 ha, gồm 75 thửa nhỏ đổi thành 22 thửa lớn. Đồng thời, xã cũng tiến hành công tác chỉnh trang đồng ruộng với nhiều hạng mục như bê tông hóa kênh mương với chiều dài 485 m, san gạt lại đồng ruộng, cứng hóa bờ ruộng được gần 500 m. Kinh phí thực hiện được huyện hỗ trợ 90%, còn lại là do nhân dân tự nguyện đóng góp và một phần kinh phí từ xã. Cùng với đó, việc bê tông hóa hệ thống đường nông thôn và kênh mương góp phần cơ giới hóa nông nghiệp, tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Từ mô hình dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng tại xã Vĩnh Phúc, năm 2015, huyện Bắc Quang sẽ tiếp tục nhân rộng ra 5 xã khác trong huyện là Đồng Yên, Hùng An, Đồng Tâm, Liên Hiệp và Việt Vinh. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.